Càng bài sau càng khó thì lại càng dễ nếu bài này chúng ta ở đây đủ lâu. Em chào anh. Thì mình giới thiệu về tên mình và mình đang ở đâu giúp em được không anh? Mình tên là Đinh Trọng Hoàng, Vâng. năm nay 40 tuổi, Vâng, em gốc chào anh ở Hoàng. Bình Định. Thế thì anh Nga Hoàng mình học được lâu chưa anh? Mình mới tham gia được chưa được một tuần, Vâng, thì mình bắt đầu xem qua hướng dẫn của em chưa anh? cũng có xem nhưng mà mình xem không được có được nhiều, vì Vâng. mình nghe cái bài mình nghe rất là nhiều, có khi mình Đừng một đừng ngày mình nghe anh ơi, mới đầu anh đừng có nghe bài Akis mà anh nghe cái bài mà em giải thích về bài Akis ấy. Tương nghe cả tiếng Việt của em cả tiếng Anh. Sau đó khi mình hiểu hiểu thì mình nghe sang bài Akis thật của người ta đọc rất nhanh. Xong thì mình lại quay lại xem cái của em, xong lại xem cái kia. Đấy mình xem song song thế thì càng ngày nó sẽ càng dễ đi. Anh chỉ mất lần này thôi. Lần này còn anh đang học thói quen và học cái cách học của giáo trình này mà anh Hoàng. Chứ đâu có phải là mình học tiếng Anh luôn đâu, mình đang học thói quen nữa mà. Một thói quen nữa mà rất hay đó chính là chúng ta không vội anh Hoàng ạ. Và Nguyên nói chuyện với anh và nhìn thấy anh em biết anh là người bình tĩnh rồi, thế là chiến thắng thôi. Thì mình nghe qua thì bây giờ mình hơi hơi hiểu bài Akis chưa anh? cơ bản là mình hiểu Thế mình thử tập đọc chưa và ạ? cũng có tập đọc. Bây giờ mình bắt đầu biết tập đọc đúng không anh? Thì anh đọc, anh ghi âm đến đoạn restaurant cho em thôi. Nếu mà mình cảm thấy nó còn đang ngượng, chứ không cần phải đến hết bài đâu chị ạ. Anh ạ, đến đoạn giữa thôi. I'll take you to an expensive restaurant. Anh quay đến đoạn đấy thôi. Thôi anh đăng lên giúp em để xem là cái giọng đọc mình như thế nào, có chỗ nào cần cải thiện không, có vậy thôi. Rồi, chúng ta Trên quay mặt lại cái bài này Akis. mặt cái Một này đoạn này mình nhá, và rất gắt luôn này anh Hoàng này, và mình sẽ có cái tư tưởng học tiếng Anh siêu xịn luôn. Nào, anh đọc bài này, sai cũng được, đúng càng tốt. Ok, go. Đọc đi anh bắt ơi, đầu nha. nào. Akis, yep. Carlos buys a new car. It's a very expensive car. It's a huge blue face car. While driving down the street, Carlos sees a girl on the bicycle. She has long blonde hair and is beautiful. He yells to her, "What's up?" He ignores him. He yells. Rồi ok, đấy anh thấy không? Thế là lần đầu tiên sau quãng thời gian trước đấy, không biết anh có học tiếng Anh không? Nhưng bây giờ coi chúng ta bắt đầu đúng không anh? Đấy, thế là chúng ta bắt đầu nói tiếng Anh rồi đấy. Và trong cái đoạn của rồi của anh á, em phải nói luôn, rất nhiều cái có thể cải thiện. Tuy nhiên, có một cái mà em chắc chắn là anh có, hai cái. Và anh phải tận dụng nó tối đa. Thứ nhất là anh đang rất cố gắng để phát âm chuẩn. Đúng không anh Hoàng? Em nói thế là đúng, vừa khen vừa là chính xác. Để nói he yells to her, nó không phải ai nói được. Ai chả biết sau he thì yell phải xì. Từ yell ai chả biết là không phát âm là gieo. Nhưng mà đấy, anh có xì và anh có phát âm chuẩn. Cái thứ hai là khi anh phát âm nhầm là he ignores him, xong anh bảo à, I'm sorry, she ignores him, thì đấy người ta gọi là self correction, tức là anh nhận ra lỗi sai của mình và anh quay lại anh sửa. Đấy là hai cái rất đáng khen anh nhé. Còn những cái này này thì nó là bình thường vì anh mới học. Đó, đó là còn rất nhiều lỗi chúng ta có thể cải thiện. Thứ nhất là mình lại ở chỗ is beautiful, mình thiếu si rồi. Mình lại đọc là is beautiful rồi. Thì anh phải đọc chậm hơn nữa. Anh Nga Hoàng nha, tiếp. Từ street, từ girls, anh đều thừa si. Anh đọc là girls, streets. Anh Hoàng ạ, đều thừa si. Thì để làm sửa được tất những lỗi ý thì anh phải đọc chậm lại. Đó, tiếp còn một số từ thì anh phải xem em dạy đọc này, anh tra từ điển này để anh đọc, ví dụ như từ expensive không phải expensive, lúc anh đọc là gì á, và từ huge không phải là whose. Đó thì những cái mình đều cải thiện được mà anh, nhưng mình phải cố gắng cải thiện chứ không phải là thôi cứ kệ, cứ dần dần các cải thiện. Không, tôi phải cố cải thiện ngày hôm nay, không được thì mai tôi lại cố, ngày kia tôi lại cố, đúng không anh Hoàng? Rồi thì hôm nay anh xem lại cho em cái bản đọc của em này, anh xem lại bản đọc của thầy AJ này, anh tra từ điển này, anh tập đọc vài ba lần, anh quay lại đến cái đoạn mà anh vừa đọc, có vậy thôi. Nhưng anh Hoàng có công nhận là điều đó mình sẽ cải thiện được dần không anh? Sẽ cố gắng. Vâng, thì đấy anh sẽ cố gắng đấy, thì để chúng ta thêm cái tư tưởng trong đầu là tôi phải nói chuẩn tiếng Anh, còn tất nhiên là anh chưa thể làm hoàn hảo được đâu, và em cũng không muốn anh hoàn hảo ngay bây giờ đâu anh Hoàng ạ. Anh còn phải chuyển sang quá khứ và anh còn sai ở thì quá khứ, nhưng chúng ta sẽ sửa tất ở trong cái phần mà nghe và trả lời á. Có thể anh sẽ học bài này 2 tháng nữa kia thì mình lo gì đâu anh.
Càng bài sau càng khó thì lại càng dễ nếu bài này chúng ta ở đây đủ lâu.